Từ khi thủy điện Bình Điền đi vào hoạt động, trên lòng hồ cũng đã diễn ra cả hoạt động sản xuất của người dân. Đó là nuôi cá lồng để đi lại trong thực hiện sản xuất. Người dân các xã Bình Điền và Bình Thành, thị xã Hương Trà sử dụng các loại phương tiện thuyền máy. Lực lượng chức năng cũng như ngành kiểm lâm thường xuyên có các hoạt động tuyên truyền người dân chấp hành tốt về cả quy định trong giao thông đường thủy nội địa. Lòng hồ thủy điện Bình Điền hiện có khoảng 50 hộ gia đình của hai xã Bình Điền và Bình Thành, thị xã Hương Trà đang tham gia chăn nuôi sản xuất. Các phương tiện vận chuyển thức ăn chăn nuôi, phân, con giống chủ yếu ở đây là thuyền máy, thường gọi là ghe đuôi tôm. Theo thống kê, có khoảng 60 thuyền máy loài này đang hoạt động trên lòng hồ. Trước tình hình này, các cơ quan chức năng như công an địa phương, lực lượng kiểm lâm Thừa Thiên Huế triển khai phối hợp công tác rà soát để quản lý phù hợp với điều kiện sông nước, đảm bảo phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất của người dân, công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa. Hiện tại là một số là người là bố là làm cá làm bè này thì có ghé thuyền thì nên là tới xã để xác nhận là cái ghé mình là để phục vụ mục đích là chở bột và sinh hoạt cá, còn ngoài ra không dính liệu gì về đến việc rừng. Gia đình ông Võ Văn Đào ở xã Bình Điền đã có thâm niên sử dụng thuyền máy để đi lại trên lòng hồ. Ông cũng đã thực hiện đăng ký sử dụng phương tiện với chính quyền địa phương cũng như cam kết với lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an toàn giao thông trên sông nước. Anh em trạm thì cũng có quan tâm, nhiều lúc có đốc thúc coi để phao đồ trên ghe để mà sử dụng trong chỗ dùng ghe thuyền. Là lực lượng chuyên trách quản lý bảo vệ rừng đầu nguồn phía tây nam thành phố, trạm kiểm lâm lòng hồ Bình Điền đã thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương hai xã Bình Điền, Bình Thành, lực lượng bảo vệ rừng của ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn sông Hương, công an địa phương tổ chức tuyên truyền vận động người dân tham gia hoạt động sản xuất chăn nuôi trên lòng hồ, chấp hành những quy định của luật pháp, góp phần tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn thương tích và cả hoạt động phá rừng. Trạm kiểm lâm lòng hồ Bình Điền là triển khai nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát. Về thứ nhất về trong công tác là quản lý ghe thuyền, cùng với ban quản lý sông Hương là kiểm tra các ghé đã đăng ký vào lòng hồ. Thứ hai, cùng với các đơn vị liên quan như đội kiểm lâm cơ động số 1 và các chủ rừng đóng trên địa bàn tăng cường kiểm tra kiểm soát cũng như công tác phối hợp các bên liên quan để quản lý tình hình rừng được tốt hơn. Hình ảnh cán bộ kiểm lâm đến từng bè cá hay đi dọc theo các nhánh trên lòng hồ để tuyên truyền vận động người dân chấp hành chủ trương cũng như kịp thời phát hiện các hành vi xâm hại đến rừng đã trở thành quen thuộc với bà con ở đây. Họ đang cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân bảo vệ rừng cũng như cả hoạt động an toàn giao thông trên lòng hồ thủy điện.